Đông đông. Bây giờ là khoảng 5 giờ. Cho em bịch này đi. À, đây là cái khu vực bán gia vị. Mua thì mua. Mua tới mua chưa anh? Bây giờ chuẩn bị vô mua rồi. À. Rồi, chậu chậu thao thao như thế này nè, à, để người ta dễ bán anh chị. Lấy đại không? Dạ lấy đại đi, lựa cho con để về vợ khỏi chửi con được rồi. Ủa sầu riêng. Chính thôi. À, xin y đoàn xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay thì xin y đang đứng ở chợ công nhân, chợ Đồng Giá 10.000. Chiều giờ tan ca của công nhân, công nhân bắt đầu ra ngay khu vực Bon Chen của quận Bình Tân. Cái hướng này chúng ta về Phú Lâm anh chị. Và cái hướng ngược lại của Sinh Y thì nó có một cây cầu để băng qua xa lộ Đại Hàng để về Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Và đó, đây là công nhân tan ca. Với các clip kỳ trước Sinh Y quay ngay chỗ gần xa lộ Đại Hàng, hôm nay thì Sinh Y sẽ quay cái chợ chợ công nhân đang tan ca. Đây khu vực Bon Chen nè, đó công nhân lũ lượt sau giờ làm thì họ sẽ ra cái chợ này mua đồ về nhà nấu ăn. Và đa số ở đây là nhà trọ khu vực này rất là nhiều. Đây cái chợ, và Sinh Y sẽ mời anh chị chúng ta sẽ đi vào cái chợ này. Có thể là mình sẽ mua, thấy cái đồ nào ngon thì mình sẽ mua để anh chị tham gia vào cái chợ trong lúc mà công nhân tan ca như thế nào. Bắt đầu chúng ta đi nha anh chị ha. Khu công nghiệp Bon Chen là may mặc giày da, cả ngàn ngàn công nhân rất là đông. Bây giờ thì công nhân đang đợi dòng xe và bắt đầu là qua đường. Cuộc sống mỗi người mỗi vẻ khác nhau, có người làm văn phòng, có người làm công nhân. Nhưng mà bây giờ cái chợ ngày hôm nay thì đối với quận Bình Tân thì có rất là nhiều khu công nghiệp nên có những cái chợ tự phát. Với cái cách buôn bán thì người ta bán đĩa. Mấy bữa là chợ Đồng Giá 5.000, bây giờ là chợ Đồng Giá 10.000. Rồi chúng ta cùng đi với Sinh Y nha. Đó, dòng công nhân tan ca nè, quá trời đông đông. Bây giờ là khoảng 5 giờ. 5 giờ chiều ngày 17 tháng 4. Bán quần áo. Đa số là chị em. Chị em may mặc thì rất là nhiều. Đó. Bán giày dép. Bán cà chua tắc. Người ta 10.000, bắp 10.000 đó. Bắp 4 trái 10 với âm thanh rất là hỗn độn. Cá. Rau. Rau muống, trái cây, mận, mít, ổi. Đây là có tên là con đường số 7 anh chị, để đi ra xa lộ Đại Hàng phía dưới. Đó, buổi chiều tan ca. Đây là bán bơ, bơ mít. Bích Thái 10.000, chợ này Đồng Giá 10.000, dưa leo, thịt bò, nho. Cá dưa hồng. Rồi, quá trời trời. Mực, đó, đây là cái chợ chính nè anh chị. Tỏi. Bịch này nhiêu bịch vậy chị? 10.000 10.000 à. Rồi cho em bịch này đi.
À, đây là cái khu vực bán gia vị. Đây. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi, đây là khoai lang. Đó, nguyên bụm bụm như thế này. Khoai lang bơm chậm. À, bông điên điển. Bông điên điển xào tỏi cũng rất là ngon. Đây nè, thôi qua đây mua đi. Bông điên điển bán sao vậy anh? Nửa ký 15 ngàn anh. Nửa ký hả? 15 ngàn hả? Lấy em nửa ký đi. Ý sao mà mấy chợ kia không có bông điên điển này ha? Ra chợ này mới có. Không phải, nó tùy tùy lúc. Tùy mùa, tùy mùa. Mùa, mùa tới mùa chứ anh? Bây giờ chuẩn bị vô mùa rồi. À. Rồi, 15 ngàn. Rồi, anh Diệp. Củ hành nó tặng đó. Rồi, đúng. Củ hành em mua đó. À, 15. À, thối em 5 nha. À, rồi, cảm ơn anh trai. Chợ này vui ghê á chứ. Rồi, cảm ơn anh luôn. Rồi, đó là 5 ngàn. Dạ, dạ. Đào quả lửa đó chị ơi, dưa leo, hủ qua, cà chua, đậu bắp luôn. Hủ qua bào hết rồi nè anh chị. Đó, thấy chưa. Bán này dễ bán hơn anh ha. Dạ. Cứ một một cái 5 ngàn bó đó chị. Không à, có 5 ngàn thôi ơi. Hẹn đây, đây, đó. Đậu rồng. À. À, bông điên điển đó, hành. Rồi thôi em đi nha anh trai. Dạ. À, thịt cá giày dép chợ thì rất là đông. Cái chợ này rất là dài anh chị. À, bán thịt bán cá giờ về chiều rồi. À, cái nét rất là đặc biệt, mỗi người thì đều chậu chậu thao thao như thế này nè, à, để người ta dễ bán anh chị. Đó, đây nè, nấu cà chua, đó, gầu chua nguyên một cái hũ như thế này, đó. Cá 10 ngàn, cá 10 ngàn, cá rô phi. À, đây là chợ, chợ bán quần áo tắt. À, ở đây thì nó chỉ có một đoạn ngắn như thế này anh chị, công nhân ra thế là họ mua. Đây là những thức ăn, những thức ăn sẵn, thịt cá đã ướp đó, cá nè, cá ngon không. À, đây là có bông điên điển rồi. À, rất là thích bông điên điển nấu canh. Hai gói 15 chị ơi. Bây giờ 75 luôn. Bắp này nhiêu vậy anh? 8 ngàn đó thôi chú ơi. 8 ngàn hả? Bớt không? Hai bắp 15 ngàn. Bắp 15 ngàn. Dạ. Lấy hai bắp này gì? Dạ. Lấy đại không? Dạ lấy đại đi, lựa cho con để về vợ khỏi chửi con được rồi. Dạ, vậy là tốt rồi đó. Nhiêu ạ? 15 ngàn. Dạ, 15 ngàn. Đây nè. Ý con có 5 ngàn nè. Lấy. Không, không, lấy 5 ngàn này nè, thối cho nó chẳng tiền đó. Đúng ha, 10 ngàn con. Ở nè, dạ. Thối chẳng tiền đấy. Thối chẳng tiền á mà. Đó. 10 ngàn đó con ơi. Thấy chưa? Rồi, cảm ơn đại ca. Rồi. À, nhiều, rất là nhiều. Đó, thì giới thiệu anh chị, đây là một cái chợ đồng giá 10 ngàn. Đây bán sạp khô, bán đường đậu. À, trong kia là cái quầy bên trái cây đó. À, quần áo. À,
là khu vực bán đồ chị em. À, đây bán chả. Rồi công dân ra rồi đó. À, khu vực này bán quần áo nè anh chị. À, với những tiếng reo hò người này thì la lên cái món hàng mình, người khác thì la lớn hơn để cạnh tranh kế bên nhau rồi. Đó anh bông điên điển bên kia kìa. À mùa sầu riêng. Dạ không ạ. Mùa sầu riêng. Khoai lang. Đây là cái quầy khoai lang. Khoai lang, khoai từ, khoai mì. Đây cái khu dây dầu gội vậy, dầu gội cá khô. À, rất là đông và công nhân cũng đừng ra chuẩn bị ra. Đây là con đường số 7 mà nãy là xin đi bắt đầu đi vào đó. Đây là khoảng bây giờ khoảng 5:15 mùa diều bán diều. Rau cải. Dòng người lũ lượt đi về giờ tan ca. Đó, xin đi muốn cập nhật gửi anh chị một vài hình ảnh về buổi chiều tan ca của khu công nghiệp Bon Giang và với cái vui nhộn của cái chợ đồng giá 10.000 của khu công nghiệp Bon Giang ở quận Tân Bình trên con đường số 7. Rất là đông. Và Sunny cũng mua một mớ. Một mớ thì không biết là một mớ này để làm cái gì, cứ về đưa cho vợ. Đối với thực phẩm cá thì mình không dám mua, nhưng mà đối với những cái này thì mình về mình rửa sạch, rồi mai mình nấu canh hay làm cái gì đó để trong tủ lạnh để ăn dần. Đây là con đường để mình ra vào hôm tỉnh lộ 10 nha anh chị ha. Đường xá ở đây thì nó quy hoạch lại ngày xưa là một mảnh đất rất là hoang vu. Bây giờ thì anh chị thấy sôi động hay không? Và cái hướng này chúng ta sẽ về khu vực tên lửa Vành Đai Trong. Ở trong đây còn gọi là khu dân cư tên lửa Vành Đai Trong anh chị. Bán trái cây.
xoài, bơ, mít, dưa hấu, rau, cải, củ quả. À, đây là bán chè, đó, chè, chè rất là ngon. Đây là bánh kẹp, 4.000 cái. Bánh kẹp có chưa chú? Chút xíu có. À, chút xíu có hả? Đó, cái bánh kẹp đây nè, thà bột vô. 4.000 cái hả chú? Lấy cho con 4.000, lấy cho con 2 cái đi. Hai cái 8.000. Dạ đây, cảm ơn. À, cái bánh kẹp là bánh đó đó. Đúng không chú? Bánh kẹp là bánh đó đúng không? Đó, đây. Rất là thơm. Rồi chú bỏ bột vô đi. Bỏ bột vô đi, rồi xong chú làm sao? Tròn tí dầu hai mặt. Rồi cho vào đậy lại, chở qua chở lại rồi chú, thế là nó chín thôi. Thơm quá, đứng đây thơm quá. Thường thường chú bán ở đây hả? Chứ chiều chiều nào cũng bán đây. Dạ 3-4 năm rồi. Rồi chú bỏ vào hai cái cho mình. Rồi cảm ơn chú nha, chúc chú mua bay bán đắt nha. Dạ con đi, đi về sớm nấu cơm cho vợ, không vợ la. À, con đi chú. Dạ. À, ông chú bán bánh kẹp ở đây cũng 4 năm rồi đó. Rồi, thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất là vui thực hiện cái clip này. Nhìn thấy đường phố Sài Gòn, nhìn thấy cái nhộn nhịp như thế này cũng rất là vui. Chứ mà không thì lây lan cộng đồng thì nó vắng vẻ lắm, mệt mỏi lắm. Đã xin đi chào anh chị và các bạn nha. Hy vọng rằng anh chị sẽ thú vị với cái clip này. Bye bye anh chị. Và không quên kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Sunny thân ái mến chào anh chị. Hẹn gặp lại trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny Đỏ. Bye bye.